TikToker mới nhú Sơn Tùng MTP Lotic, hào hứng quảng bá sản phẩm mới nhưng không quên bảo vệ tài sản. Ở trên chiếc xe này của Tùng sẽ là một sự xuất hiện của một vị khách rất đặc biệt. Ben Pha, một tràng vỗ tay dành đến cho Ben Pha. Thật sự là khi mà em nghe bài này á, lần đầu tiên anh cho em nghe thôi là em đã giật kính bông rồi nha. Chúng ta sẽ rất là gần nhau nếu như nhắm mắt lại, đúng không em? Ngay ở khi em ở Tây Ninh hay ở Bình Phước thì chúng ta vẫn có thể nhắm mắt lại và nghe bài hát vẫn có thể gần nhau, đúng không? Rồi thôi mình nhắm mắt lại, tôi sợ. Ủng hộ thật nhiều cho Make It My Way. Mày đập làm sao mà thủng luôn cái xe của tao đi. Không thưa các bạn, nó cứ vậy đấy thưa các bạn. Tôi khổ lắm thưa các bạn, không sung sướng một chút nào đâu. Cái xe này thì nó cũng đâu có khổ lắm mà nó cũng sót hết cả ruột lên được. Nó cứ ngồi nó thụi, nó đập lên cái trần xe này của tôi, trời đất ơi. Nó mà nó thương anh, nó mà nó thương như vậy. Và sau Make It My Way sẽ là... Ơi, từ, khoan. Một bài hát nặng đô đấy, sâu lắng đó, cảm xúc đó, nhưng vẫn rất vui nha. Một ca khúc vừa buồn vừa cười. Vừa buồn. Ôi nhá, bye bye nha. Tặng hoa quá trời tặng rồi, không cầm mới được mà nó cứ dính trên đầu không. Khổ thân to lắm cơ. Nhắm, yêu nhắm, bye bye nha. Hẹn gặp lại nha. Đừng quên Sơn Tùng MCP. Bye bye. Cái này xếp rồi. Ô tắt ở đâu tắt? Ô tắt ở đâu ta? Không cả. Không biết tắt luôn. Chào đất ơi. Không tắt được. Ô sao ta? Ô sao ta? Ô là không tắt được rồi. Là có một cái nút nào đấy để tắt không ta? Ô phải là accept không? Thôi trước khi mà mình tắt mình chắc mình chào lại đi ha. Yeah, ok. Thôi nhá.